Đây là một bộ bao của hãng Karoyaria. Karoyaria này là hàng nội địa Nhật, hàng nội địa Nhật ha anh em. Nó là hãng Bioner mình nè. Thì cái dòng bao này á, nó cũng rất là hiếm ở trên thị trường. Đây là mình về cái hàng bãi ha. Cái hàng bãi của nó, cái dòng này tại sao là mình về nó, vì nó cái công suất của nó đây, công suất thật RMS của nó nha, chứ không phải là công suất ảo mà ghi mà ví dụ ngàn mấy trăm đâu là ảo hết nha. Cái này là công suất thật của nó là 60W một kênh, 60W đây, 60W một kênh. Bioner nè, SKK Carbonin. Cái con này á, cái giải bát của nó đánh, nó cắt tầng bát nó xuống rất sâu ha, anh em thấy nè ha, nó xuống rất sâu ha, và cái giải cao của nó đó, nó lên rất hay. Đây, cái tần số hạt của nó cắt ha, anh em xem. Thì mình về cái này nó chỉ có được một cặp thôi, hai con, một một cái như vậy quýnh là được hai loa, hai cái là quýnh được bốn loa. Thì xe anh em nào mà chưa có âm ly gắn cái này vô chơi loa nào cũng được, rất hay, nó không có kén loa đâu nha, nó rất hay. Bioner này hàng hiệu đây nè, Bioner đây ha, mình có ghi Made in Japan nè ha. Thì hàng hàng bãi về thì nó tình trạng nó vậy, nhưng mà là nó zin nguyên bản hết ha. Đây là mình một cặp nè, thấy không, te cờ ốc rồi nó còn rất là mới nè, chưa có dấu đụng chạm hay là mở ra sửa chữa ha. Đây là zin nguyên bản Bioner ha anh em, mà Made in Japan. Nó không có nhiều đâu, một cặp này duy nhất. Và nó đặc biệt á, anh em biết sao không? Cái này khi mà mình về nè, về ở đây thì ở bên bển á, là người ta xài rất là kỹ. Ở đây nó có cầu chì bảo vệ dây lửa nè, dây rem này là nó có sẵn luôn nè, hai cái cầu chì bảo vệ như đây cho mình. Ở Việt Nam nó không có đâu, tại vì mình chưa có tháo ra ha. Đây một cái, đây một cái, đây coi như là dây dây lửa của nó và dây loa của nó có sẵn ha. Về mình muốn cắm cái nào mình cắm ha, cắm dây lo thì mình cắm vô đây ha, còn nếu mà AV thì là mình cắm vô đây nè, nó có đường để mình cắm AV ha, không có thì mình cắm dây loa ha. Đây là anh em sẽ không có tốn tiền mua tất cả các dây mà để kết nối, nó có sẵn rồi. Dây này dây lửa, dây mát hay là có sẵn là dây zin của nó, về mình cắm vào thôi, và dây loa của nó cũng có sẵn luôn ha. Nếu mà mình muốn xài đường AV trên máy thì mình sẽ cắm vào đây. Một cặp này là để duy nhất ha anh em, hiếm lắm mà nó hay lắm nha. Nó mình đã test thử rồi, cái giải tần của nó hay lắm, 60W một kênh, công suất thật của nó ra cái tiếng nó chắc, nó trung thật, hay lắm, tách bạch chi tiết. Rồi anh em cứ trải nghiệm nha.